Nếu trong trường hợp xây tour hết là Ngọc Ngữ với là Nhã Tuyền sẽ trở lại hát nữa. Và bây giờ có một điều Phương Thảo xin được cảm ơn. Cảm ơn về sự hợp tác đầu tiên là quý vị không có ngồi chọn lối và cái đường đi rất trống trải. Nói chung cho đến giờ phút này thì kết quả